Xin chào bà con, thì hôm nay cái vấn đề mình nói cho bà con biết là sau khi hoa chúng ta phân tầng nở rộ và cái giai đoạn quan trọng nhất là đã xả nhụy và trái hình thành bằng hạt tiêu hay gọi là hạt đậu xanh á, thì đây là trên clip á, mình quay bà con xem á, mình kiểm tra, mình rung những cành bơ này rất là mạnh để kiểm tra tỷ lệ đậu trái của năm 2019 thì nó đạt hiệu quả như thế nào. Thì đây trực tiếp của vườn bơ á, thì đang nở rộ, hoa đã tắt và teo đầu như trái bằng hạt đậu xanh đó rồi á, và hạt tiêu bà con xem á, tỷ lệ đậu rất là cao, cho dù đọt phát cũng rất là mạnh so với vườn bơ của mọi nông dân năm 2019 này. Thì rất nhiều nông dân cũng rất là phân vân ở giai đoạn mà sau khi xả nhụy trái hình thành bằng hạt tiêu và hạt đậu xanh á, thì các bước tiếp theo bà con nông dân chúng ta nên làm cái gì á, thì cũng rất nhiều bà con chúng ta thắc mắc và không biết hỏi ai và nên làm cái gì ở giai đoạn này. Thì mình chia sẻ theo quan niệm cá nhân của mình để mình nhắc nhở cho con những cái nào mà cần làm và không nên làm ở giai đoạn này. Cái thứ nhất là cái nước tưới duy trì độ ẩm, thì lâu nay mình cũng nhắc nhở bà con á, bà con phải luôn luôn tưới giữ ẩm cho mình từ đầu đến cuối vụ, có nghĩa là từ lúc mà phân tầng hay gọi là nụ già cương á, cực đại á, bà con phải tưới giữ ẩm cho mình là 50-70% đến giai đoạn là trái hình thành bằng trứng gà. Vì sao bà con nên tưới? Cái này mình chia sẻ quan điểm cá nhân của mình á. Nếu bà con đã tưới duy trì độ ẩm á, thì tất nhiên cây bơ chúng ta nó sẽ cân bằng được nhiệt độ và cái độ ẩm khiến cho cuốn hoa rất là khỏe mạnh và mập. Và có thể nếu thời tiết mà mưa xuống á, thì sẽ không bị tình trạng mà sốc nước làm cho chúng ta trái nó rụng và hoa rụng. Cái đó là mình chia sẻ bà con. Vì có rất nhiều phương bà con chúng ta có nhiều ý kiến trái chiều, kêu lúc thì tưới lúc thì không, giờ cũng không biết nghe ai. Thì thật sự mình cũng chia sẻ bà con rất là nhiều rồi. Bà con đã tưới là tưới dẫm luôn, còn đã không tưới là không tưới. Vì lúc bà con tưới, lúc bà con không tưới á, bà con cứ tưới ra tưới vô miết là nhiệt độ nước đồ á sốc, bà con tưới không đúng tỷ lệ sốc nước thì khiến cho tình trạng bơ chúng ta rụng hết trái. Thì cái đó là mình nhắc lại, bà con đã tưới dẫm là tưới liên tục, còn đã con không tưới thì không tưới luôn. Và cái việc không tưới á, nếu mà gặp mưa xuống á, thì sốc nước rụng rất là nhanh. Nên qua đó mình nhắc lại để bà con hiểu được vấn đề thứ nhất là cái việc tưới giữ ẩm cho mình. Cái thứ hai là phân bón có được bón ở giai đoạn hình thành trái hạt đậu xanh và hạt tiêu như thế này không? Thì mình cũng khuyên bà con là trong giai đoạn này bà con cũng chưa được bón phân. Đó là mình chia sẻ quan niệm cá nhân của mình. Bà con chỉ điều tiết các dòng phân bón lá giữ trái, chống rụng trái và lá. Nói chung là chung vi lượng á, ở trên cây, dùng mà những dòng thuốc nó chuyên về hoa và trái, đặc biệt là trái trong giai đoạn mà xả nhụy xong. Đó là cái vấn đề thứ hai. Còn cái vấn đề thứ ba là thuốc sâu bệnh hại á, thì trong giai đoạn này á, cũng rất là nhạy cảm. Nên bà con lựa cho mình những dòng thuốc, thứ nhất là nhúng màng hoặc những dòng thuốc sâu sinh học hay những chế phẩm gì đó nó hợp với cây bơ, để tránh tình trạng bà con phun một số dòng thuốc sâu nóng quá dẫn đến tình trạng là cái trái của chúng ta nóng quá, nó teo cuốn rụng hết. Đó là ở giai đoạn trái mà bằng hạt tiêu, hạt đậu xanh như thế này đó. Mình quay cũng rất là chi tiết và kỹ cho bà con xem về công tác mình kiểm tra. Mình rung rất là mạnh về những cái bơ nó đã đậu như thế này. Nói chung đối với việc vườn bơ chúng ta xả nhụy đậu như thế này á, thì cũng rất là yên tâm cho bà con. Nói chung là cũng đạt hiệu quả rất là cao rồi. Nhưng mà cái vấn đề từ giai đoạn này trở đi á, thì tình trạng rụng rất là nhiều và khá mạnh. Nên bà con chú trọng vào chế độ phân bón, nước tưới và những dòng thuốc điều tiết qua cây như là nấm bệnh, sâu bệnh hại và chống rụng hoa rụng quả, để con biết được cái tình hình của vườn chúng ta mà khắc phục như thế nào. Vì so với năm 2018 á, sản lượng mà bơ chúng ta khi trái hình thành bằng hạt tiêu, hạt đậu xanh như thế này á, rụng rất là mạnh và rất là nhiều. Thì mỗi bà con á, thì không hiểu nguyên nhân như thế nào rụng. Thì qua 2018 mình cũng đã giải thích rồi những cái nguyên nhân mà dẫn đến tình trạng mà cái bơ bút chúng ta rụng á, thì cái đó là cái điều mà thời tiết gây ra, chúng ta không thể tránh khỏi được. Thì so với 2018 thì 2019 thì thời tiết cũng bình ổn hơn và lượng mưa cũng không có mạnh, không có thể là không có mưa rộ và cái giai đoạn mà xả nhụy, có nghĩa là mưa lúc phân tầng, thì dẫn đến tình trạng bơ chúng ta năm nay sẽ đạt tỷ lệ cao và ổn định hơn so với 2017. Thì con thấy đó, toàn bộ những cái bơ mình quay con xem mà đậu rất là đẹp. Thì đây vườn bơ của bà con nông dân rất là nhiều, toàn bộ cây đi đọt và xả nhụy xong. Thì mình nhắc nhở là con á, đối với trường hợp bơ đang xả nhụy mà nếu rụng đồng loạt hay rụng rất là nhiều á, thì bà con nên can thiệp cho mình những dòng thuốc chống rụng, nấm bệnh, mưa. Thì đó bà con xem những dòng thuốc mà chuyên và đặc trị về cây bơ á, hay là chuyên dụng về cây bơ, bà con nên phun cho mình, để tránh tình trạng con dùng những dòng thuốc không chuyên khi phun vô dẫn đến tình trạng bơ chúng ta nó rụng đồng loạt. Thì cái hiện trạng này á, hầu như á, là
năm nào cũng có một số bà con chúng ta mắc phải. Mình nhắc nhở cũng rất là nhiều, nhưng vì những cái clip mình làm ra thì những bà con chúng ta chưa xem được, có nghĩa là chưa xem tới cái phần của bên mình làm hướng dẫn cho bà con xem, thì dẫn cái tình trạng nó rộng hết, thì bà con lại mắc mù so với 2018. Thì mỗi năm mỗi cơ chế khác nhau, thì mình sẽ đi quay kiểm tra bà con á, từ những giai đoạn này để bà con xem mà có những phương án làm cho nó hiệu quả. Vì những cái giai đoạn này rất là nhạy cảm, mà dạo này bên mình cũng rất là nhiều việc, mình cũng rất là bận, nên không có thời gian quay và hướng dẫn cho bà con xem giai đoạn mà xã nhị trái hình thành hạt tiêu, hạt đậu xanh và hạt bắp cho đi, thì bà con nên làm gì. Thì đây là cũng có cái cây nó hình thành và xã nhị trái bằng hạt bắp rồi đó. Thì giai đoạn này á, thì mình cũng hướng dẫn bà con làm hai giai đoạn làm chung với nhau, quan trọng là các chế phẩm và thuốc phân bón điều tiết ở trên lá. Còn mình nhắc lại là riêng phân bón gốc, hiện tại giai đoạn này bà con vẫn chưa có bón cho mình. Khi nào trái bằng trứng cúc và trứng gà trở lên, bắt đầu mình cho bà con can thiệp những dòng phân, thứ nhất là vi sinh nè, phân chuồng nè, trung vi lượng nè, còn NPK tạm thời tùy vườn và tùy những cây như thế nào, thì mình can thiệp và cho bà con bón những dòng phân thích hợp. Và mình sẽ cho bà con bón theo tỷ lệ đạm và kali thấp lăng cao, và không khó cho bà con bón đạm cao để tránh tình trạng là phát đọt mạnh, lúc đó bà con phải phun hãm đọt, chặn đọt lại để tránh tình trạng cạnh tranh dinh dưỡng giữa đọt và trái. Đó là những vấn đề mà nhắc nhở bà con sau khi hình thành cái hạt đậu xanh như thế này. Thì những vườn hiện tại sẽ xảy ra cái tình trạng là xã nhị không đều, có nghĩa là có cây hình thành trái hạt tiêu, hạt đậu xanh, nhưng mà có cây đang nở hoa. Thì mình cũng nhắc nhở bà con á, nếu vườn chúng ta rơi vào trường hợp nào á, những cây nào xả trước thì bà con đi phun thuốc trước thôi, chứ bà con không thể nào mà đợi hết một lần mà con đi phun thuốc. Nếu bà con đợi hết một lần mà con đi phun thuốc á, mình chắc chắn là cái tỷ lệ nó đậu á, rất là thấp. Vì trong giai đoạn trái nhỏ, hình thành trái nhỏ, hạt tiêu hoặc là xanh á, dinh dưỡng cần rất là nhiều. Nếu mà con không can thiệp những dòng thuốc nấm bệnh rồi dinh dưỡng đó, thì sẽ dẫn đến tình trạng là teo cuống và rụng quả hết. Đó là cái vấn đề mình nhắc nhở bà con. Thì toàn bộ cái clip này mình quay bà con xem chủ yếu là giai đoạn vừa xả nhị hình thành bằng hạt đậu xanh. Thì cũng có rất nhiều bà con thắc mắc là tại sao xả nhị xong mà bên mình chưa quay, vì tỷ lệ những vườn mà qua xả nhị bây giờ rất là ít, chưa có xả hết được. Tầm khoảng nửa tháng đến 20 ngày nữa thì bắt đầu toàn bộ bơ bút chúng ta mới xả nhị hết. Có những lứa bơ bây giờ đang mới phân tầng nên dẫn đến tình trạng xả nhị sẽ không đồng đều. Nên những clip mình quay bà con là mình luôn cập nhật sát với tình hình bơ xả nhị. Nên những cái vườn nào vừa xả nhị xong á, thì mình luôn cập nhật và quay lên cho con xem, để con đưa ra những cái phương án và cái biện pháp phun cho nó hiệu quả và đạt năng suất cao. Thì toàn bộ cái vườn này mình quay con xem á, bơ vừa xả nhị xong thì kèm theo đọt, nhưng mà tỷ lệ đậu cũng rất là cao và hiệu quả. Mình kiểm tra cũng rất là chi tiết á, mình cũng đi rung từng cây và kiểm tra trái mà hạt tiêu và đậu xanh á, tỷ lệ rụng như thế nào để con nắm bắt được cái tình hình. Đó, đen đầu rụng đậu rất là nhiều đó, tỷ lệ rụng cũng không ảnh hưởng bao nhiêu hết với cây, đó là ảnh hưởng giữa đọt, nên nhiều bà con chúng ta rất là sai lầm. Số bà con thì đi gắt cây đọt, số bà con thì đi phun chặn đọt, số bà con thì bón kali dưới, nói chung là rất nhiều phương án. Thì mỗi phương án đó thì mình cũng nói thẳng với bà con là mỗi nông dân có một cái phương án riêng và một cái cách thức chăm sóc bơ, vườn bơ của mình riêng. Thì còn cớ trên clip này mình luôn luôn cập nhật và chia sẻ theo quan niệm cá nhân của bên mình để hướng dẫn bà con. Nếu bà con thấy hợp lý và thấy được cái nào hiệu quả thì bà con áp dụng vào đó. Vì trên clip này mình hoàn toàn là chia sẻ kinh nghiệm của bên mình là chính, mình không ép buộc hay là nói bà con làm như thế này, để cho những cái vườn mà con nói là tại sao làm thế này nó không hiệu quả. Đó là rất nhiều phương án và rất nhiều ý kiến của nhiều bà con nông dân. Vì thế nên mình chỉ chia sẻ vấn đề cho bà con là chính, để bà con nắm bắt được cái việc bà con làm như thế nào, những phương án nào cho hiệu quả. Vì toàn bộ cái vườn này mình quay cũng rất là dài, vì clip này toàn bộ là việc bơ xả nhị bằng hạt tiêu và hạt đậu xanh. Xin cảm ơn bà con đã quan tâm và theo dõi clip này. Thì tiếp theo ở phần 87 thì mình sẽ hướng dẫn bà con về trái từ hạt bắp trở lên trái trứng gà, thì bà con nên làm phương án gì. Để cho bà con luôn cập nhật được video và hướng dẫn thì bà con vui lòng đăng ký kênh, để mình luôn luôn tạo ra những cái video về cây bơ và những cái trồng khác, bà con xem và cập nhật như thế nào cho nó hiệu quả và đạt được năng suất cao. Xin cảm ơn bà con đã quan tâm và theo dõi clip này. Thì clip cũng còn rất là dài nên bà con cứ xem hết vườn và clip này.